Hey guys, welcome back to my channel. Như đã hứa với mọi người từ những video trước thì hôm nay Trish làm một video về hair care. Và lần cuối cùng Trish làm hair care routine chắc đã phải 1-2 năm gì rồi. Và Trish rất là ít khi nào update về hair care. Tại vì Trish không biết nữa, không biết tại sao rất là ít update hơn là makeup. Ok, và nếu không quá thắc mắc gì nữa thì mình sẽ bắt đầu video luôn. Tóc Trish hiện tại là một tóc lưng lửng hơi dài hơn hồi trước một chút xíu. Tại vì Trish hơi chán tóc ngắn rồi, cho nên là bây giờ Trish đang nuôi tóc dài ra. Mái là Trish tự cắt. Trish ngủ hứng một ngày ngủ dậy và nghĩ là hôm nay là mình sẽ phải cắt mái, cho nên là Trish cắt cái mái này. Về product thì bây giờ Trish sẽ nói sơ qua những sản phẩm mà Trish hay sử dụng lên tóc của mình, từ dầu gội, dầu xả đến những cái bước nho nhỏ khác. Đây là một cặp dầu gội xả của Alchermist, là một cái hiệu Trish nghĩ là khá là mới. Nhưng mà Trish đang thử dùng sản phẩm này tại vì packaging rất là đẹp. Và Trish là một con người rất thích packaging đẹp. Cái gì mà packaging đẹp thì mọi người sẽ bán được cho Trish. Nhưng mà với chất lượng thì Trish nghĩ đây là một dầu gội và dầu xả khá là ok. Tất nhiên là sẽ không xuất sắc như là Olaplex hay là những cái sản phẩm khác. Nhưng mà so far so good, Trish chưa có thử nhiều cho nên là chưa có gì để complain về bạn này hết. Sau khi gội xả thì Trish sẽ đến tới bước sấy tóc. Tại vì bên đây thời tiết khá là khô và khá là lạnh á, cho nên là Trish thường sẽ sấy tóc. Còn bình thường ở Việt Nam thì Trish sẽ để cái tóc khô tự nhiên. Thì Trish sẽ dùng bản Gisou Infused Heat Protecting Spray để mà xịt lên tóc mình khi mà tóc còn ướt, để low dry, để mà sấy. Thường lúc mà sấy tóc á, thì tóc của mình sẽ rất là dễ bị hư tổn, cho nên là Trish nghĩ là đây là một bước mà mọi người nên sử dụng để mà tóc mình không bị hư tổn quá nhiều. Tại vì là thường công việc của Trish là phải tạo kiểu tóc rất là nhiều, cho nên là Trish lúc nào cũng bảo vệ tóc mình dưới cái tác động của nhiệt. Sau khi mà đã xịt bảo vệ nhiệt rồi thì bước tiếp theo Trish sẽ sử dụng đến dầu tóc. Thì đây là sản phẩm dầu tóc mà Trish rất là hay sử dụng. Một là Gisou Honey Infused Hair Oil và Moroccanoil Hair Treatment. Đối với Trish thì Trish quen sản phẩm của Moroccanoil nhiều hơn, tại vì cái consistency của nó đặc hơn. Còn bản Gisou này thì cũng rất là mới, Trish mới vừa được thử gần đây thôi, nhưng mà cũng rất là tốt. Thì thay vì với bạn này thì Trish sẽ chỉ thường là sẽ nhỏ một giọt rất là nhỏ thì đã đủ cho cả tóc của Trish rồi. Còn bạn này thì Trish sẽ phải dùng từ 2 đến 3 giọt. Trish thích apply oil lên tóc mình lúc mình tóc mình nó còn ẩm hoặc là ướt, và sẽ chỉ apply lên phần ngọn chứ không có apply lên phần da đầu, tại vì nó sẽ rất là crazy. Từ lúc mà Trish cắt mái thì Trish nhận rất là nhiều tips của mọi người, chỉ là làm sao để giữ mái lúc nào cũng sạch và nguồn bền. Thì một trong những tips đó là mọi người dành ra 2-3 phút mỗi ngày để mà gội mái, chứ không là mái nó sẽ bết. Và tóc Trish là tóc rất là dễ ra dầu cho nên rất là dễ bết. Trước khi bước vào phần styling thì Trish sẽ nói sơ qua về tóc của Trish để cho mọi người hiểu rõ hơn. Tóc Trish là tóc châu Á, tóc dày và rất là sợi, rất là cứng, cho nên là rất là khó để mà style nó giữ được lâu. Bình thường lúc mà Trish style tóc á, thì nó sẽ giữ được maximum là nửa tiếng nếu không có keo stop. Cho nên là mọi người cứ xem video và gia giảm theo cái chất tóc của mình. Tóc Trish bình thường khi mà fresh out of showers á, là sau khi tắm xong thì nó sẽ rất là thẳng. Nó sẽ rất là kiểu như là thẳng đục xuống luôn á. Cho nên là Trish để mà nó gợn được như thế này hoặc là nó phồng một chút xíu thì Trish đã phải blow dry, là đã phải sấy phồng tóc rất là nhiều. Và để nói về cái tools mà Trish dùng để cuốn tóc thì Trish dùng Conair Curling Iron. Trish không nhớ rõ là cái size này của Trish là size gì nữa, nhưng mà Trish nhớ đây là cái size lớn thứ nhì. Tại vì Trish muốn cái lọn tóc của mình nó xoăn tự nhiên hơn chứ không phải là xoăn quá nhiều. Nhưng mà nếu Trish sử dụng cái lọn to hơn nữa thì tóc Trish sẽ không có giữ được cái lọn uốn này. Cho nên là Trish nghĩ đây là một cái size rất là perfect. Đầu tiên Trish sẽ phải kẹp nửa phần tóc lên. Trish thường sẽ chia tóc ra. Nhiệt độ thì Trish sẽ không bao giờ để quá nóng, Trish sẽ để tầm 25. Nguyên tắc của Trish khi mà uống á, là Trish sẽ uống một lọn ra ngoài. Lọn tiếp theo là Trish sẽ uống với chiều ngược lại.
Tại vì Trish thấy với cái cách này á, thì tóc Trish sẽ có nhiều độ bồng bềnh hơn, có nhiều volume hơn. Còn nếu mà chỉ uống theo một chiều thì nó sẽ tóc Trish sẽ rất là xẹp. Và thường là những cái phần ở bên dưới này Trish sẽ giữ cái lọn tóc lâu hơn một chút xíu. Trish thường sẽ uống sát cái phần da đầu để cho nó phồng ra, và sau đó vuốt phần đuôi rồi thả. Cái cách làm tóc này tốn Trish khá là nhiều năm, tốn Trish khá là nhiều thời gian để mà figure out. Và Trish cảm thấy là giống như makeup vậy, làm tóc và style tóc là một cái mà mọi người phải kiểu như là thực hành nhiều để mà biết cái gì hợp với mình và cái gì không hợp. Trish thì làm tóc, khi mà Trish uống tóc, Trish rất là uống rất là random. Không có phải là chia tóc ra bằng nhau, nhưng khi Trish lấy một cái tép tóc nhỏ hơn để mà uống một cái chiều ngược lại để mà tạo cái texture cho tóc của mình. Đó là cái mà Trish học được từ những anh chị hairstylist đã từng làm việc với Trish. Bình thường thì khi mà Trish uống xong một tầng tóc thì Trish sẽ xịt keo xịt tóc liền để cho nó giữ cái lọn. Và keo xịt tóc Trish hay sử dụng, và đây là cái mà Trish thích nhất từ trước tới giờ, đó là Moroccanoil Dry Texture Spray. Trish thấy cái sản phẩm của Moroccanoil rất là tốt. Và again, this video is non-sponsored. Trish cũng đã cố xài rất là nhiều Trish cũng cố xài rất là nhiều sản phẩm khác, nhưng mà Trish vẫn thấy là Moroccanoil Hairspray là work với Trish nhất. Okay, part the hair. Nếu mà cái lọn ở dưới mọi người đã uống ngược ra thì ở trên này mọi người sẽ phải uống ngược trở lại. Thường thì Trish sẽ làm tóc khá là nhanh, tại vì Trish nghĩ là Trish quen với tóc của mình rồi á. Và khi mà đến tới tầng ở trên cùng thì Trish thường sẽ lấy từ cái phần tóc ở trên đây và Trish uống ngược ra. Ở dưới đã xong, bây giờ Trish sẽ chưa có cạo tóc ra liền, Trish sẽ làm tới phần mái. Thì bình thường Trish chỉ mới figure out ra được là mình sẽ uống cho nó hơi vòng lên một chút xíu, xong sau đó thả ra. Bình thường thì Trish không thích là để mái quá nhiều ở chính giữa mặt mình, tại vì nó sẽ làm cho mặt mình nó bị tối lại á. Cho nên Trish thường sẽ rất là thích để cho mái rớt qua hai bên. Ok, và cuối cùng để cố định tóc thì Trish sẽ spray một lần qua. Và thường là Trish sẽ nhấc tóc lên và spray vào bên trong phần góc tóc để cho tóc giữ được độ phồng. Sau đó Trish sẽ kéo tóc ra. Ok, vậy là xong. Đây là một cái tutorial khá là ngắn gọn, và nhưng mà là một cái tutorial được mọi người request rất là nhiều. Trish cũng sẽ để tất cả link của những sản phẩm Trish được sử dụng ở dưới description box. Và hy vọng là mọi người cảm thấy video này hữu ích. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ngồi đây và xem Trish làm tóc từ đầu tới cuối. Và Trish sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.